Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn HC. Như anh em cũng đã biết và như mấy ngày gần đây thôi, chúng ta đang rộ lên một cái gọi là thông tin, đó chính là cái map băng tuyết đã chính thức là ra mắt ở trong PUBG rồi. Và hôm nay thì mình đã lên trên PUBG PC và trải nghiệm cái map băng tuyết này cho anh em. Và cái map băng tuyết này nó chỉ có ở trong server test thôi, cho nên là nói là chính thức thì nó cũng hơi sai một tí. Cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình vào trong cái map băng tuyết này, mình nhảy thì nó đẹp vô cùng luôn anh em ạ. Nó đẹp một cách gọi là hoang dại luôn. Ok, và cái map băng tuyết này của chúng ta thì nó, vì đây vẫn chỉ là trong bản test thôi cho nên nó vẫn hơi giật một tí. Và nó mới chỉ có ở trên phiên bản PUBG PC thôi. Cho nên là anh em nào mà chơi PUBG Mobile thì cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng theo một số nguồn tin gọi là đáng tin cậy của mình thì nhà phát hành có hứa với chúng ta là trong tháng 12 này thì PUBG Mobile cũng sẽ được trải nghiệm cái map này. Nhưng mà mình đang khá là kiểu hoài nghi về cái gọi là quyết định đấy, không biết nó có gọi là thật hay không. Cái khu vực mà mình nhảy xuống đây thì mình hay gọi nó là cái hồ băng. Thì đây là một cái khu vực mà mình spawn lúc mà ở phòng chờ ấy, thì mình đứng ở đây và mình có chụp một bức ảnh cho anh em ở trong group rồi đấy. Và anh em có thể thấy là cái độ đẹp khi mà mình đứng giữa hồ nó như thế nào rồi. Nhưng tuy nhiên bây giờ mình không thể ra ngắm cảnh nữa rồi, phải loot đồ sau đó là chuẩn bị mà bắn nhau đi thôi. Chứ bây giờ mà còn ngắm cảnh nữa thì không. Thêm một khẩu súng mới luôn anh em ạ. Đó chính là G36C. Lần đầu tiên mình mới nghe được thấy cái tên gọi là G36C này. Từ khi mình chơi những game FPS đến bây giờ mình chỉ nghe đến G36K thôi. Bây giờ mới biết là có cả G36C. Nhìn khẩu súng trông cũng khá là ngầu lòi, nhưng mà không biết là bắn sẽ ra gì hay không. Chờ mình sẽ gọi là test thử luôn. Ở đây hôm nay sao lại khá yên bình đấy nhỉ? Ui dồi ôi, AK này không lấy thì lại hơi phí. Rồi, mình sẽ để AK để bắn chính. Còn khẩu G36K kia thì mình... G36C, sorry anh em. G36C kia thì mình sẽ để làm khẩu súng phụ để táp. Bởi vì mình cũng chưa biết được sức mạnh của khẩu G36C kia nó như thế nào. Trước mắt là cứ để táp ra anh em ạ. Đấy, thanh niên này đã vào trong nhà mình rồi. Hơi bị nhanh đấy nhá. Nghe vẻ như AK là... What? Where? AK. AK, AK em ạ. 2번 주변. Lại thêm một khẩu G36C này. Oh shit, baby. Wow, phải nói là cái map này chơi khá là hay đấy anh em ạ. Và khá là đẹp. Mong rằng khi mà ra cái phiên bản chính thức thì nó sẽ đỡ lag hơn bây giờ. Thì mình có thể mình sẽ làm thêm. Ồ, hình như bạn ấy thấy cái khẩu G36. Đúng rồi, bạn thấy khẩu G36C.
Đây cho thêm bạn, cho ít đạn. Được thôi. Nhặt đi, nhặt đi. Nhặt đi bạn. Come on. Em post xe cho em bên sau kìa. Đó. Đấy thì mong rằng khi mà ra phiên bản chính thức thì nó sẽ không bị lag như thế này anh em ơi. Có tiếng súng ở đầu này. Nhưng mà cái map này cái gì vậy? Không hao thuộc. Ôi rồi. Ui có người làm xuống rồi. Thôi bắn lại gạt luôn thế này nữa chứ. Ơi nhọ anh nhỉ. Đếm đâu. Và cái map này thì theo như mình trải nghiệm, mình đang trải nghiệm cho anh em đây, thì mình cảm giác như là cái map nó khá là ồn anh em ạ. Cho nên là việc nghe của các bạn sẽ bị giảm đi một chút. Đây rồi, đây rồi. Này. Ui, thế mà không chết kìa. Ủa gì vậy? Vãi cả nồi. Sao lại à? Map nó khá là ồn, cho nên là anh em sẽ phải gọi là nghĩ đến việc sắm một cái chiếc tai nghe nó ổn một chút. Bởi vì là như cái map thường thì các bạn nghe tiếng nó đã khá là khó rồi. Nhưng ở cái map này nếu mà anh em không chú ý thì chắc chắn là sẽ không nghe được tiếng bước chân đâu. Bởi vì nó có một cái âm thanh nữa, âm thanh gió rít anh em ạ. Khá là ồn luôn đấy. Đây rồi. Không còn thấy được một phần. Chạy với tôi này. Lên bảng chắc chắn là như vậy rồi. Làm sao? Có tiếng. Bình tĩnh. Trời ơi, thanh niên kia. À, xuân tiên là chưa rồi sao? Da. May cho bạn đấy. Lên cứu. Help me. Đây. Help me cái gì? Nải na. Quần. Ôi, phải nói cái map này nó đẹp vô cùng luôn. Đến bây giờ mà mình bắn được một lúc rồi mình vẫn tên chú kể. Cảm giác khá là choáng ngợp với cái map. Cái gì trời ơi, cứ nói tiếng gì vậy? Hình như đây là tiếng hàng xẻng đúng không anh em? Khá là khó nghe luôn. Nhặt thêm ít đạn cũng như là ít bom. Để tí nữa có gì còn đáp. Ok. Rồi chúng ta chỉ cần vậy thôi. Chỉ như vậy là đủ anh em ạ. Mình không có cần gì nhiều hơn nữa. Đó, ngon luôn. Một pha tiêu diệt kẻ thù và cứu đồng đội đầy sự mẫu mực. Tuyết rơi dày quá anh em ạ. Và vì đây là một cái map nó có cái màu trắng, vì vậy nó sẽ làm cho các bạn cảm giác khá là choáng ngợp. Mình không biết là anh em khi mà xem cái clip có cảm giác giống như mình không, nhưng mà khi mình chơi này mình cảm giác nó khá là choáng. Nó không phải là choáng ở cái gọi là đồ họa, mà nó choáng ở cái màu sắc. Anh em biết cái màu sắc mà nó, cái màu trắng ấy, nếu mà các bạn nhìn nhiều vào cái màu trắng nó sẽ bị kiểu, nó sẽ bị kiểu stress ấy, anh em hiểu không? Cho nên là khi mà trải nghiệm cái map này thì mình cảm giác nó hơi bị choáng ngợp cái tầm nhìn của mình một chút. Và vì vì đây là ở trong phiên bản test, vì vậy nó cũng chưa tối ưu nữa. Cho nên nó khá là kiểu, mình không biết nói sao, nhưng mà nó khá là kiểu vừa lag vừa drop FPS. Cho nên nó làm cho mình cảm giác hơi nhức đầu một chút. Ô, cái gì vậy? Vãi cả nồi, không trúng tên nào luôn. Ôi dồi ôi, một pha mù mắt đến từ vị trí của tôi. Ai vậy? What the hell? Rồi, thanh niên kia đi đâu mất rồi? Hình như trong khu này vẫn còn người à? Rõ ràng cái âm thanh vừa rồi không phải âm thanh của đồng đội bắn. Phía bên kia cũng có người anh em ạ. Cầm UMP bắn nhau tẹt kìa. Gớm thật. Nhìn thấy rồi nhé.
Đây. Khá xa anh em ạ. Đây nữa này. Đây. Ui. Chết rồi. Chúng nó bắt đầu. Chúng nó bắt đầu đổ bộ rồi anh em ơi. Follow me. Come on. Nào. Vì cái map mới này nó mới ra cho nó ra ở cái bản test và nó chỉ cho mình trải nghiệm ở cái chế độ đó chính là squad thôi, cho nên là nó không cho mình solo, cho nên khá là đáng tiếc khi mà mình chơi cùng đồng đội. Mình phải tắt mic không để ồn. Ui dồi ôi. Thành niên bị vã như là vã đạn thế này rồi. Chết đi. Sống làm gì cho đất nó chật nữa đây. Cẩn thận anh em ơi. Cẩn thận. Bình tĩnh. Hầu lại. Ui. Phải cả nồi lút ạ. Đang bắn nhau ầm mà dám lút. Từ đấy mình phải thật bình tĩnh xử lý. Cái tiếng chân của đồng đội với tiếng chân của địch giờ không phân biệt được. Vãi cả nồi ạ. Gạt luôn rồi. Thôi cũng phải thôi. Trắng kia nhân tôi chúng mình thật sự. Mình bắn đồng đội người ta mình cũng gạt luôn mà. Chúng cắt thật sự. Mình cũng có cho người ta cơ hội sống đâu. Có vòng bo mới rồi. Mình cảm giác như là cái bo đầu tiên ở cái map này nó khá là chậm anh em ạ. Khá là chậm đấy. Rồi. Căng thẳng rồi. Kill được bằng G36C rồi kìa. Hình như là kill luôn chứ không nốc. Có lẽ là khu vực này khá là yên ổn rồi nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Vừa rồi cũng tưởng là hết người mà cuối cùng vẫn còn đấy thôi. Cứ hết sức bình tĩnh đã anh em ạ. Không vội. Bắn trên PUBG, PC không thể vội được anh em ạ. Vội vã hấp tấp là ăn shit ngay. Cái gì vậy? Go. À, go à? Ok, go thì go. Rồi, chờ tôi tí bạn ơi. Tôi làm Assassin Crew đã. Vâng, chỉ nhảy nóc nhà thôi anh em ạ. Ở trong cái khu vực này nhảy nóc nhà sẽ khá là có lợi đây anh em ơi. Mà mấy cái nóc nhà này nó kiểu nó dốc đấy anh em. Cho nó sẽ là một cái gọi là giống như kiểu tấm lá chắn mặc định cho mình luôn đấy. Bên kia có bắn nhau kìa bạn ơi. Sang bên kia bắn nhau đấy. Được rồi. Hình như thanh niên này muốn chở mình đi đâu đó. Ok, đi rồi. Và bò à? Wow, cái map đẹp vãi nồi. Đến núi này xem cờ Rezik kìa. Xem cái núi cờ Rezik nó như thế nào. Đi đâu vậy má? Ôi, thanh niên này đâm thẳng vào giữa vòng bo à? Định vào giữa vòng bo ngồi à? Thế thì chọn một điểm đi bạn ơi. Đi vô định cho anh. Ui. Về đấy. Trong cái map tuyết này thì đi con xe trượt tuyết này nó sẽ đỡ bị trơn hơn là những con xe còn lại. Ui, bạn ơi, cho tôi xuống, bạn ơi. Bạn điên à, ui, vãi cả nồi, tôi xong tôi rồi. Vãi cả cứt à. Nhìn thấy ba thằng như vậy rồi mà vẫn cố phi vào, chờ đậu. Ui, trái nét tròn này. Hí. À, rùa với cả Lin ra rùa. Nào ơi, tưởng gì nào, thôi bạn ơi, bình tĩnh. Ui giời ơi, vãi cả nồi đồng đội. Ui, quá buồn luôn. Và như vậy là mình trải nghiệm nhanh cho anh em cái map tuyết thôi. Và nếu anh em thích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Bye bye.